spinner 3D ảo diệu. Em này mình mua trên mạng trông khá là xịn mượt, làm bằng mica trong gồm một loạt hình in để tạo cảm giác chuyển động khi quay. Thử nhé. Cũng có hiệu ứng mờ mờ nhưng không nhìn được bằng mắt thường mà phải quay bằng điện thoại và chỉnh tốc độ video lên 20 lần. Nói chung là buồn tay thì chơi tạm được, cũng không nên mua lắm, phí tiền.